Xin kính chào toàn thể các anh em đang theo dõi video Lộc miền Bắc ngày 4 tháng 10 năm 2021 của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay tiếp tục số nó không có về trên kênh nha. Còn anh chị em nào mà muốn có số đẹp, số chuẩn và muốn được anh em giàu kinh nghiệm trên Zalo hỗ trợ thì hãy nhanh chóng liên hệ với số Zalo nha để giúp anh chị em mình về bờ một cách an toàn. Và tiếp theo thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lọc cho tất cả anh em tham khảo trong ngày 4 tháng 10 cái con bạch thủ 25 và cái con song thủ trong ngày mai là con 19-91. Anh em hãy tham khảo, nếu thấy thích thì hãy mua tờ giấy số để cầu may. Còn nếu mà muốn có số đẹp, số chuẩn về bờ một cách an toàn thì hãy liên hệ với số Zalo nha.